Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Tứ hợp viện. Ta dĩ nhiên xuyên qua thành bổng ngạnh, cổ ngạnh không nghĩ tới, xuyên qua đến thế giới song song bên trong cầm mãn tứ hợp viện. Càng không nghĩ tới chính là, vẫn là xuyên qua thành cùng tên tần hoài như nhi tử, bạch nhãn lan bổng ngạnh trên người. Chẳng lẽ nói cả nhà còn muốn làm bạch nhãn lan, còn muốn ghé vào trên người hà vũ trụ hút máu sao? Không. Phải thay đổi tất cả đã trở thành ngạnh, hơn nữa còn là nam nhân duy nhất trong nhà này. Phải cải tạo ngôi nhà này. Đồng thời cũng phải vì cái nhà này chống đỡ một mảnh trời. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Ta vậy mà xuyên qua trở thành bỗng ngạnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Giỏi lắm, ngươi tỉnh rồi. Bà nội đứa nhỏ, mau lấy thuốc hạ sốt lại đây. Ôi, cháu ngoan của ta, cháu phải mau khỏe lên. Bồ Tát phù hộ, không tai không nạn. Anh trai, anh mau khỏe lên, chơi trò chơi với em. Anh. Anh, sau khi anh khỏe lại, cùng em đốt pháo, em muốn chơi, lại không dám đốt. Nơi này là tình mãn tứ hợp viện, ta vậy mà xuyên việc thành cổ ngành. 10 tuổi, lên tiểu học năm thứ ba. Bây giờ là tháng 2 năm 1962, qua Tết âm lịch, sắp đến cuối tháng rồi. Cổ ngành ung dung tỉnh lại, bởi vì bị phong hàn, phát sốt nằm ở nhà mấy ngày, lúc này đầu vẫn có chút choáng váng nặng nề. Kết hợp với trí nhớ trong đầu, hắn hiểu được tình cảnh hiện tại của bản thân. Xem qua phim truyền hình, đối với cả nhà Bạch Nhãn Lan Phi thường khinh bỉ. Văn, lầm lẫn, giả dối. Đối với cô nhi xuất thân hắn mà nói, cổ ngạnh có thể có được đến từ người nhà sủng ái, còn có hà vũ trụ huynh muội vô điều kiện chiếu cố. Hắn là phi thường hâm mộ. Đương nhiên, hắn cũng biết. Chính là bởi vì loại cưng chiều này, khiến cho cổ ngạnh cho rằng bản thân đạt được hết thảy đều là lẽ đương nhiên. Cuối cùng biến thành bạch nhãn lan. Đó là điều hắn khinh bỉ. Nói tóm lại, cổ ngạnh vẫn rất nhanh thích ứng với thân phận hiện tại. Dù sao hắn xuất thân cô nhi mà nói, từ nhỏ đã vô cùng khát vọng tình thân hơn nữa tần hoài như mặc kệ nói như thế nào vẫn là một người mẹ vô cùng đủ tư cách bà nội đối với mình cũng là quan tâm có thừa huynh muội cũng là tương thân tương ái so với người cô đơn kiếp trước thân phận hiện tại không có gì không dễ tiếp nhận cái nhà này thật sự là quá nghèo cổ ngạnh lần nữa kết hợp trí nhớ biết rõ trong nhà rốt cuộc nghèo cỡ nào bởi vì ba năm trước Cha qua đời vì tai nạn lao động, mẹ tuy rằng thay thế cương vị của cha, cũng tăng thêm tuổi làm việc, tiền lương thu nhập 27 đồng rưỡi. Tiền lương 27 đồng năm kỳ thật đối với một nhà năm người mà nói, đúng là không ít. Nuôi sống ba đứa trẻ và hai người lớn, khẳng định là không thành vấn đề. Người một nhà ngoại trừ bà nội, đều là hộ khẩu thành phố. Là có lương thực, có định lượng, tuy rằng không đủ ăn, nhưng cũng không đói chết tiêu thêm chút tiền còn lại cũng có thể đổi chút phiếu lương thực ăn mấy bữa no thế nhưng tin giữ kế tiếp một cái tiếp một cái truyền đến ông nội ông ngoại bà ngoại năm ngoái đều lần lượt qua đời vì bệnh tật tổ chức tang lễ trực tiếp tiêu tốn toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà hơn nữa còn bán lấy tiền mặt vật đáng giá duy nhất trong nhà máy may tần hoài như đành phải mượn hà vũ trụ và nhất đại gia một ít tiền lúc này mới miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó khăn Họa vô đơn chí là 3 năm thiên tai, dựa theo quy định, định lượng mỗi nhà đều giảm bớt. Vốn một nhà 5 người ăn không đủ no, hiện tại lương thực giảm bớt, lại càng đói. Hơn nữa, nhiều khi có tiền cũng không mua được lương thực. Dù sao thời đại này, mua lương thực là cần phiếu lương thực cộng thêm tiền mới được. Mỗi nhà mỗi hộ đều không đủ ăn, hiện tại cũng rất ít người đem phiếu lương thực cứu mạng đổi lấy tiền. Bởi vậy... Tần Hoài như không thể không tìm Hà Vũ trụ hỗ trợ ở căng tin lấy một ít cơm thừa thức ăn thừa, bổ sung dinh dưỡng cho ba đứa nhỏ. Nhất định phải kiếm chút tiền trả nợ, còn có kiếm lương thực ăn cơm mới được. Cổ ngành thoáng cái đã nghe được âm thanh kháng nghị trong bụng ung ục ung ục. Là người hiện đại như hắn mà nói, lần đầu tiên hiểu được đói bụng là thật sự rất khó chịu, hắn hít sâu một hơi, hiểu được hiện tại nhiệm vụ hàng đầu chính là kiếm tiền kiếm lương thực là người đàn ông duy nhất trong gia đình này, phải gánh vác trách nhiệm. Không gian Cổ ngành ý niệm vừa động, lập tức lợi dụng ý thức cảm ứng được bản thân tự hồ đi vào trong một sơn cốc. Không gian này chính là ngón tay vàng của hắn. Thung lũng bị sương mù dày đặc tràn ngập, ý thức tự hồ cũng không xuyên thấu được sương mù dày đặc. Cổ ngành cũng không quá rối rắm điểm ấy. Lập tức hắn liền thấy được một tòa nhà cỏ tranh, một cái giếng, một phân ruộng bởi vì trong lúc hôn mê, hắn đã tới nơi này, nhưng cũng chỉ vội vàng liếc mắt một cái. Bởi vì choáng ván đầu lợi hại, không có cẩn thận quan sát. Lần này phải nhìn kỹ. Gì, đây là nhân sâm. Cổ ngành liếc mắt một cái liền thấy được nhân sâm mọc trong một phân điền kia. Bởi vì, chỉ cần hắn nhìn về phía nhân sâm, lập tức có thể phân biệt hình dạng lớn nhỏ, mặc kệ có phải hay không chôn ở trong đất, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm ứng đồng thời còn cảm nhận được một cổ lực lượng, tự hồ ở chỗ này, mình chính là thần, có thể tùy ý sự trí nhân sâm. Cổ ngạnh tâm niệm vừa động. Nhất thời liền thấy một đoạn rễ nhân sâm tách ra, tự hồ bị một thanh đao vô hình sắc bén cắt ra. Lập tức, một tiết nhân sâm kia ở trên không trung biến thành bột mịn. Cổ ngạnh ý thức từ không gian đi ra, thình lình liền phát hiện trong lòng bàn tay xuất hiện một đống nhỏ do nhân sâm mại mà thành bột phấn. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 02. Nhân sâm cường đại công hiệu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhân sâm này có thể bổ nguyên khí, đề cao sức miễn dịch của cơ thể, đối với trị liệu phong hàn hẳn là có trợ giúp. Cổ ngành trực tiếp đem bột nhân sâm đưa vào trong miệng hắn có thể phân biệt được đây là nhân sâm cho nên không lo lắng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn hơn nữa đây là trồng trọt trong không gian nói vậy cũng là cực phẩm trong nhân sâm gô luôn cổ họng giật giật nuốt vào trong bụng hương vị bột nhân sâm có chút đắng cũng có chút mùi đất nhưng là một lát sau có thể cảm nhận được một cổ nồng đậm vị ngọt ở trong miệng nổ tung giống như hồi cam của lá trà nhưng vị ngọt nồng đậm hơn rất nhiều không đợi cổ ngành thưởng thức vị ngọt trong miệng, phút chốc đã phát hiện bụng bắt đầu nóng lên. Lập tức cả người cũng nóng lên, tứ chi bách hài cũng ấm áp theo. Đầu óc choáng ván nặng nề cảm giác trực tiếp biến mất không thấy, tinh thần lập tức tốt lên. Cái này cũng quá lợi hại đi. Cổ ngành đối với thân thể truyền đến phản hồi, không khỏi không cảm thán. Chỉ là đem bột nhân xâm nuốt vào bụng không quá nửa phút, phong hàng dẫn tới phát sốt choáng ván đầu trực tiếp thì tốt rồi không hổ là nhân sâm trồng trong không gian A. Cổ ngành tinh thần đại chấn, trực tiếp xuống giường, mặc quần áo và giày vào. Cả người đều tràn đầy nhiệt tình, cảm giác đói bụng lúc trước cũng biến mất không thấy. Bà nội, tiểu đương, hoa hòe đâu? Cổ ngành tìm một vòng trong phòng, không phát hiện bà nội và hai em gái. Phóng chừng bà nội đến nhà người khác làm một ít việc dệt kim, trợ cấp gia đình. Mang theo hai mũi mũi cũng là sợ các nàng ầm ĩ đến chính mình nghỉ ngơi đi. Về phần mẹ Tần Hoài Như, hiện tại nhất định là đang đi làm. Trong nhà cũng không có gạo cho vào nồi. Cổ ngạnh nhìn cái túi rỗng tuyết, thở dài một hơi. Không gạo không nói, ngay cả mì lương khô cũng không có. Lại càng không cần phải nói lương thực bột mì. Trong nhà một chút lương thực cũng không có. Nhất định phải đi tìm chút đồ ăn mới được. Cổ ngạnh hít sâu một hơi, đại não chuyển động phải nghĩ ra biện pháp mới được không gian đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên nghĩ tới điều gì đó trong lòng mặc niệm một tiếng sau đó ý thức liền đi tới trong sơn cốc không gian cổ ngạnh rất nhanh liền nhìn thấy từng bụi cỏ xanh mọc lên trong ruộng cỏ xanh và nhân sâm phân biệt rõ ràng mặc dù sinh trưởng trên một mảnh đất nhưng tách ra không can thiệp lẫn nhau là chủ nhân của không gian này tồn tại như thần. Cổ ngành thoáng cái liền hiểu được, đây là đem một phần ruộng nho nhỏ chia làm ba bộ phận. Trồng nhân sâm là một phần, trồng cỏ xanh là một phần. Phần còn lại vẫn còn trống. Phần còn lại có thể trồng lương thực A. Cổ ngành thoáng cái liền nghĩ tới trồng lúa mì hoặc là lúa nước. Đáng tiếc là trong nhà không có hạt giống, muốn hạt giống nhất định phải đi công ty cung cấp mua mới được. Đi công ty cung cấp hạt giống mua còn phải tốn tiền, mình hiện tại cũng không có tiền. Xem ra, vẫn là không được a à, nói cho cùng vẫn là không có tiền. Cổ ngạnh có phần bất đắc dĩ. Bất quá, cỏ xanh này có thể sinh trưởng ở chỗ này, nói vậy cũng không phải cỏ bình thường. Cổ ngạnh lần nữa bị cỏ xanh hấp dẫn không khỏi nghĩ đến. Hiệu quả của nhân sâm rất mạnh, mình đã trải nghiệm qua. Cùng nhân sâm trồng chung một chỗ, đại khái cũng là một ít cỏ bất phàm đi. Vậy những loại cỏ này để làm gì? cổ ngạnh lâm vào trầm tư thỏ đúng thỏ ăn cỏ có thể dùng cỏ xanh này làm mồi nhữ dùng bao cao su để bắt thỏ giả ngạnh nghĩ ra một ý kiến hay mặc dù nói bây giờ vẫn là mùa đông không giống như là ở mùa hè thỏ hiện tại tương đối ít đi ra ngoài hoạt động nhưng đây dù sao cũng là một biện pháp hơn nữa ngoại trừ phương pháp này cổ ngạnh cũng không nghĩ ra biện pháp khác có thể kiếm tiền nghĩ đến liền làm Cổ ngạnh lấy ra bao cao su trước kia dùng cho thỏ. Cái bao này vẫn là mùa hè năm ngoái đi theo người cùng nhau làm, đáng tiếc không có bao thỏ. Cái bao rất đơn giản, một cây gậy dài bằng cánh tay, một đầu buộc một sợi dây sắt hình tròn, một đầu dây sắt là khuy sống. Gậy gọc cắm vào trong bùn đất, chỉ cần thỏ chui vào cuộn dây sắt, càng dãy dù càng siết chặt, kết quả cuối cùng là trực tiếp siết chết. Sợi dây sắt này vẫn là đi nhà máy cán thép thuận lợi tới. Loại bao cao su đơn giản này muốn bao được thỏ, nói chung đều là vận khí phi thường tốt mới được. Hiện tại dù sao cũng không có bẫy rập gì khác, đành phải gửi gắm hy vọng vào cỏ xanh. Mới vừa đi ra cửa, cổ ngạnh đã nghe thấy tiếng gà kêu khanh khách lạc. Sau đó liền thấy ba đạo thân ảnh vội vàng đi ra tứ hợp viện. Nhìn thân ảnh hình như là nhi tử nhà nhị đại gia cùng tam đại gia. Chắc là đi học rồi, cổ ngạnh thầm nghĩ tuy rằng cảm giác bọn họ cầm túi hành tung có chút kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều hiện tại mặt trời lặn về phía tây phỏng chừng là buổi chiều mình bây giờ vẫn phải đi bắt thỏ phải kiếm tiền trả nợ muốn mua lương thực không để cho mình và người nhà không đói bụng tuy rằng ăn nhân sâm có thể chống đỡ cơn đói nhưng dù sao đây cũng không phải là lương thực a à. dùng nhân sâm để đỡ đói cũng quá lãng phí vì thế cổ ngạnh cất bước đi ra tứ hợp viện. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 03. Cỏ xanh dụ hoặc, con thỏ hoàn toàn không có. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đây là một tứ hợp viện tam viện, chia làm tiền viện, trung viện, hậu viện. Nghe nói là xây vào thời thanh triều, phi thường khác biệt nhà máy cán thép là hợp doanh công tư, tứ hợp viện này cũng vậy. Cho nên quyền sở hữu nhà ở không phải của người ở. Tùy thuộc vào kích thước của ngôi nhà, tiền thuê được tính cũng khác nhau. Tứ hợp viện tuy rằng rất tốt, cũng không phải miễn phí ở. Cổ ngành từ trong trí nhớ biết được, trong nhà mình hơn 30 mét vuông phòng thu tiền thuê liền muốn mỗi tháng một khối năm. Mà giống như hai gian phòng trong nhà Hà Vũ Trụ, một gian tương đối lớn, một gian tương đối nhỏ, tiền thuê cộng lại phải 4 đồng. Đương nhiên, tiền lương mỗi tháng của Hà Vũ Trụ là 37 đồng rưỡi, hơn nữa còn là hai anh em. Số tiền này đối với một đầu bếp như hắn mà nói, cũng không tính là gì. Hơn nhiều so với nhà mình. Kiếm tiền quan trọng hơn cổ ngạnh không hề suy nghĩ nữa, sau khi ra khỏi tứ hợp viện trực tiếp đi về phía sau núi. Mặt đất trắng xóa, một mảnh trắng xóa. Bây giờ là mùa đông và mùa xuân xen kẽ và cần nhiệt để tuyết tan, vì vậy nhiệt độ thấp hơn trước. Cổ ngành từ miệng thở ra một ngụm khí trắng thật dài, chà sát hai tay, siết chặt quần áo. Quần áo có chút đơn bạc, rét thấu xương. Đạp lên mặt tuyết có chút rối tung, dứt khoát đi về phía mục tiêu. Đại khái là bởi vì bây giờ là thời gian làm việc, trên đường phố cũng không có người lui tới. Bởi vì vị trí tứ hợp viện cũng chính là ở ngoại ô Kinh Thành, cho nên khoảng cách phía sau núi cũng không xa. Đây cũng là bởi vì nhà máy cán thép được thành lập ở vùng ngoại ô, cho nên tứ hợp viện mới làm viện gia thuộc. Phần lớn mọi người trong sân đều là công nhân nhà máy cán thép thuê ở. Không đến hai dặm đường phía sau núi, cổ ngành thật sự đi hơn nửa giờ. Nhìn quanh bốn phía, đều là từng ngọn núi thấp vây quanh. Đương nhiên, nói là đội núi nhỏ cũng không quá đáng. Xung quanh ngoại trừ chính mình, một người cũng không thấy. Cùng mùa hè năm ngoái lúc bắt thỏ, một đám người ở ô ương ô ương, cảnh tượng phi thường náo nhiệt hoàn toàn không giống nhau. Di, đúng lúc này, cổ ngạnh phát hiện ở hơn 200 mét chỗ có một đạo màu xám bóng dáng đang động. Là thỏ. Đôi mắt cổ ngạnh trong nháy mắt liền sáng lên, trong lòng kinh hỉ không thôi. Không ngờ, vừa tới nơi này liền phát hiện tung tích thỏ. Vận khí này cũng quá tốt đi đoán chừng là thỏ qua mùa đông cũng đói bụng, đi ra ngoài kiếm ăn. Còn có một điểm chính là cổ ngạnh phát hiện thị lực của mình tự hộ so với lúc trước tốt hơn. Không biết là nguyên nhân bản thân hay là nguyên nhân ăn nhân sâm. Điều quan trọng bây giờ là thỏ. Về phần vấn đề thị lực, bắt được thỏ suy nghĩ cũng không muộn. Cổ ngạnh không lưng, động tác thông thả, cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Sợ một cái không cẩn thận, dọa con thỏ, trực tiếp bỏ chạy phải biết rằng thỏ rất cảnh giác, một chút gió thổi cỏ lay sẽ chạy trốn. Nơi trống trải như vậy, người không thể đuổi kịp thỏ. Đúng rồi, cỏ xanh trong không gian. Khoảng cách thỏ còn có 30 mét địa phương, cổ ngạnh dừng bước. Ý niệm vừa động, trong tay liền xuất hiện một bụi cỏ xanh. Đặt bao cao su dựa lưng vào một tảng đá trên mặt đất, sau đó đặt cỏ xanh sang một bên cuộn dây sắt tiếp cận tảng đá. Nói như vậy, chỉ cần thỏ tới kiếm ăn, liền nhất định chui vào cuộn dây sắt. Sau khi cất kỹ bao cao su, cổ ngạnh lui về phía sau hơn 10 mét. Chỉ cần bắt được thỏ, mình liền lập tức xông lên bắt. Dù sao có đôi khi, thỏ vẫn sẽ kiếm ra cuộn dây sắt. Động tác của cổ ngạnh vẫn phi thường cẩn thận như cũ, sợ động tác quá nhiều thỏ sẽ kinh hãi. Tập trung nhìn lại, con thỏ kia vẫn đang muốn sờ, tự hồ đang tìm thức ăn. Đột nhiên, con thỏ cảnh giác nhìn về phía cổ ngạnh vị trí, xoay người muốn chạy trốn. Đừng, sẽ không bị dọa chứ, đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt cổ ngạnh thấy thỏ muốn đi, trong lòng âm thầm đáng tiếc. Bất quá, con thỏ vừa xoay người lại quay đầu lại, nhảy nhóc hướng vị trí cổ ngạnh chạy tới. Tự hồ có một loại ma lực bình thường, đem thỏ hấp dẫn tới. Có hy vọng. Cổ ngạnh trong lòng vui vẻ, xem ra uy lực của cỏ xanh đã hiện ra. Nhưng hắn khống chế hô hấp, thân thể càng là không nhúc nhích. Hôm nay có thể kiếm tiền mua lương thực hay không, phải dựa vào con thỏ này. Wow, con thỏ này thật lớn a. À. Chỉ chốc lát, con thỏ hoàn toàn rơi vào trước mắt Cổ Ngành. Con thỏ mập mạp màu xám trắng, phỏng chừng nặng không dưới 5 cân. Thật nhiều thịt a, à, Cổ Ngành nghĩ tới thịt thỏ nướng. Miệng điên cuồng tiết ra nước miếng, kìm lòng không đậu vương đầu lưỡi liếm liếm đôi môi có chút khô nứt. Gô luôn, hắn nuốt một ngụm nước miếng vào trong bụng. Lúc này, con thỏ đột nhiên ngừng lại, nghi hoặc hướng cổ ngạnh ẩn thân vị trí nhìn một chút. Không tốt. Sẽ không bị phát hiện chứ. Trong lòng cổ ngạnh khẩn trương, vội vàng ngừng thở, không dám động đậy. Thỏ cách bao cao su cũng chỉ nửa mét, cũng không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ a. À. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 chương không bốn thiếu chút nữa thì để con thỏ chạy trốn cầu phiếu đánh giá bạn đang nghe tại truyện chấm audio ngay tại cổ ngạnh trong lòng lo lắng thỏ sẽ cảnh giác không đúng muốn chạy trốn thời điểm cỏ xanh phát huy uy lực con thỏ mập mạp kia quay đầu nhìn về phía cỏ xanh cỏ xanh mơn mẫn hiển nhiên đối với nó mà nói lực hấp dẫn mười phần con thỏ lớn màu xám trắng thoáng cái liền nhảy lên trên bao do cổ ngạnh thiết lập bởi vì phía sau bao thỏ chính là một tảng đá lớn, cỏ xanh ngay sau cuộn dây sắt tựa sát vào tảng đá. Nếu thỏ muốn ăn cỏ xanh, cũng chỉ có thể chui vào trong vòng tròn do dây sắt tạo thành. Thỏ rõ ràng chỉ có cỏ xanh trong hai con mắt to, dường như bị hấp dẫn sâu sắc. Cỏ xanh giống như một khối nam châm, mà thỏ chính là khối sắt. Có thể thành công sao? Cổ ngành mở to hai mắt, gắt gao nhìn con thỏ từng bước một tiếng vào bẫy đã thiết lập xong. Con thỏ tự hồ không có một chút tính cảnh giác, thoáng cái liền chui vào cuộn dây sắt. Cắn một miếng cỏ xanh, lập tức tự hồ cảm giác được không đúng, thân thể bị cái gì trói buộc. Con thỏ khó chịu dùng sức giãy dụa, nhưng càng giãy dụa càng bị trói chặt. Mà lúc này, bởi vì thỏ liều mạng giãy dụa, gậy gộc cắm trên mặt đất cũng có dấu hiệu rung động. Chính là hiện tại. Hết thảy đều nhìn ở trong mắt cổ ngạnh, không có đang đợi, trực tiếp vọt lên. Con thỏ này dù sao cũng rất mập mạp, nếu như lại bị nó dãy dụa, rất có thể trực tiếp trút gậy ra. Với một con thỏ lớn như vậy, điều này không phải là không thể. Và nếu để nó trốn thoát, cổ ngạnh là không có một chút biện pháp. Dù sao ở trong vùng núi như vậy, người làm sao có thể chạy qua thỏ được. Hắn rốt cục dùng hết cuộc đời nhanh nhất tốc độ, trực tiếp hướng về con thỏ bổ nhào tới. Phục. Thỏ lúc này nhìn thấy nhân loại, hoảng sợ vạn phần liều mạng dãy dùa rút gậy ra khỏi đất xoay người bỏ chạy không tốt cổ ngành kinh hãi thất sắc mới vừa nhào tới kết quả sai người mà qua thọ kéo gậy bỏ chạy còn kém một chút như vậy a à. nhìn thỏ chạy xa cổ ngành thật sự là buồn bực muốn chết chính mình 10 tuổi tốc độ vẫn là chậm một chút a à. không đúng còn có cơ hội thỏ kéo cánh tay dài gậy gộc cũng chạy không xa trong từ điển của cổ ngành không có từ bỏ hai chữ. Nghĩ đến liền làm, vì thế liền đuổi theo con thỏ chạy trốn. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, hắn sẽ không chịu buông tha. Tuy rằng lúc này cổ ngành không nhìn thấy thân ảnh thỏ, nhưng nó kéo gậy gọc ma sát trên mặt đất bang 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 thanh âm, vẫn để cho hắn xác định rõ phương vị. Quả nhiên, sau khi đuổi theo hơn 10 phút, hắn liền phát hiện chỗ gậy gọc, kẹt ở trong một bụi cây tạp thụ không biết tên rụng sạch lá cây mà ở một bên con thỏ to lớn kia đang bị trói thật chặt một bộ dáng nửa chết nửa sống cổ ngạnh ánh mắt sáng ngời vội vàng vọt lên một phát liền bắt được thỏ này cổ ngạnh từng ngụm từng ngụm từ trong miệng thở ra khí khí vừa từ trong miệng đi ra đã bị thời tiết rét lạnh hóa thành từng đoàn sương trắng thật sự là sơn cùng thủy phục nghi vô lộ liễu ám hoa minh hữu nhất thôn trong lòng vạn phần cảm khái thiếu chút nữa đâu đâu đã để cho con thỏ chạy mất. Tháo các cuộn dây sắt cuốn quanh con thỏ và nắm lấy hai tay dài của nó. Dẫn lên nhìn một chút, không có chết, đoán chừng là chạy trối chết hao hết khí lực, mệt mỏi ngã xuống. Lúc này một bộ mặt cho người ta sâu xé. Khóe miệng cổ ngạnh nhếch lên, lộ ra nụ cười sáng lạng. Đây là nụ cười thu hoạch. Ý niệm vừa động, liền đem con thỏ này thu vào trong phòng tranh của không gian. Bên trong nhà tranh, trống rỗng cái gì cũng không có hắn một cái ý nghĩ trong nhà cỏ tranh liền phân chia ra một phạm vi nho nhỏ thỏ có thể di chuyển trong một phạm vi nhỏ nhìn thấy thỏ có thể hoạt động trong không gian trong lòng cổ ngành kinh hỷ xem ra không gian có thể nuôi một ít động vật xử lý xong con thỏ ý thức trở lại hiện thực lập tức hắn nghĩ đến không biết có thể hay không chính mình thân thể tiến vào trong không gian cổ ngành nghĩ đến liền làm ý niệm vừa động vì thế cả người liền từ trong hiện thực biến mất đi tới trong không gian quả nhiên có thể không gian này quá lợi hại đi cổ ngạnh thoáng cái liền nhìn thấy chính mình hiện tại thân ở trong nhà tranh một bên chính là con kia vừa bắt được con thỏ ra khỏi nhà tranh đi tới một phân ruộng kia một phần ruộng cũng chỉ bằng một phần mười một mẫu ruộng hơi nhỏ một chút không biết sau này có phóng đại hay không cổ ngành nhìn chung quanh đều là từng đoàn sương mù dày đặc, ý thức cũng không xuyên qua được. Lập tức, hắn nhìn cỏ xanh cùng nhân sâm, lúc này mới nghĩ tới phải tưới nước mới có thể trợ giúp trồng trọt. Vì thế, một ý niệm trong đầu. Nước trong giếng như một đạo thất luyện bị hút ra, tự hồ bị một cây ống hút hút. Sau đó nước hút tới, trải đều trên cỏ xanh mà nhân sâm. Cầu phiếu đánh giá hoa tươi, thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 05. Một cái lồng tử, lại tới hai cái con thỏ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Còn cần trồng một ít lương thực mới tốt. Còn lại một mảnh đất trống nho nhỏ, cổ ngành âm thầm suy nghĩ. Bán con thỏ này để đổi lấy tiền và phiếu lương thực. Dùng tiền mua một ít hạt giống trồng lên bất quá hiện tại nhìn sắc trời phỏng chừng là hơn ba giờ chiều còn không vội đi chợ đen bán thỏ từ lúc bắt thỏ đến xem qua một mùa đông vẫn có một ít thỏ đói bụng sẽ đi ra ngoài kiếm ăn vì vậy di ra khỏi không gian và trở lại thực tế nhìn bao cao su trong tay tinh tế suy nghĩ giờ này khắc này tuy rằng tâm tình của ngành phi thường tuyệt vời nhưng vẫn không quên tổng kết kinh nghiệm giáo huấn Cây gậy này nói cho cùng vẫn cắm trong bùn đất không vững chắc, hơn nữa vừa vặn gặp phải con thỏ lớn này. Vì thế, cổ ngạnh liền ở chung quanh tìm đến một cây gậy, hai cây gậy cột cùng một chỗ sau đó cắm trên mặt đất, nói vậy liền kiên cố hơn nhiều. Hắn cũng không có đi địa phương khác thiết lập bao cao su, cũng ngay tại phạm vi xung quanh này. Thỏ từ con đường này chạy trốn, chắc hẳn ổ của nó cũng cách đó không xa. Cổ ngành chuyển động đầu óc, trong lòng suy đoán. Y hồ lô họa biều, có kinh nghiệm bắt thỏ thành công phía trước. Hiện tại hắn có lòng tin, đối với cỏ xanh lòng tin càng là tăng vọt. Rất nhanh đã thiết lập xong bao cao su trong một tảng đá lớn. Lần này cỏ xanh nhiều hơn lần trước một chút. Cổ ngành lui về trong bụi cây tạp thụ cách đó 5 mét ẩn nấp. Để tránh phạm sai lầm trước đó bởi vì mình tuổi còn nhỏ, tốc độ không đủ, không có lập tức bắt được thỏ. Lúc này chung quanh có vẻ phi thường an tĩnh, cũng không có nhìn thấy có người nào đến bị các loại gò núi nhỏ che khuất tầm mắt tứ hợp viện kia một mảnh chỗ ở cũng nhìn không thấy chờ đợi con mồi mắt câu thời điểm có chút nhàm chán bất quá có lần đầu tiên thu hoạch kinh hỷ cổ ngạnh ngược lại cũng là bình tĩnh bất quá ngay khi cổ ngạnh tưởng rằng phải đợi một giờ mười phút sau một con thỏ xuất hiện trong tầm mắt của hắn đến rồi cổ ngạnh trong lòng mừng rỡ con thỏ này tuy rằng không có con thứ nhất mập mạp như vậy nhưng xem hình thể cũng có hai cân tả hữu đi hai cân thỏ cùng con thứ nhất so sánh nhỏ hơn một vòng lớn nhưng cũng là phi thường không tồi đối với hắn bây giờ mà nói lấy thỏ bán lấy tiền sau đó lấp đầy bụng mới là quan trọng nhất di ngay tại cổ ngạnh chờ con thỏ nặng hai cân kia mắc câu thời điểm khóe mắt dư quan bên trong đột nhiên hiện lên một đạo màu xám bóng dáng lập tức quay đầu nhìn lại vẫn là một con thỏ hai con thỏ không ngờ trong lòng cổ ngạnh mừng rỡ vậy mà tới hai con thỏ cái này chỉ cần lớn một chút phỏng chừng có ba cân đi bất quá rất nhanh cổ ngạnh cũng có chút đáng tiếc bao chỉ có một xem ra chỉ có thể bắt một cái ngày mai nhất định phải đến nhà máy cán thép thuận theo một ít đường sắt làm thêm mấy bộ mới được con thỏ thứ nhất hiển nhiên bị cỏ xanh hấp dẫn không hề ngoài ý muốn chui vào trong bẫy của cổ ngạnh. Tiếp theo không ngoài dự liệu của cổ ngạnh, con thỏ bị bắt liều mạng giải dùa. Đáng tiếc lần này bị hai cây gậy gắt gao kéo lại, mặc kệ thỏ giải dụa như thế nào, cây gậy đều thập phần vững chắc. Mà một con thỏ khác nhìn thấy đồng bạn như thế, cả kinh muốn xoay người rời đi. Bất quá, nhìn thấy cỏ xanh nó vẫn muốn đi ăn một miếng. Cơ hội Sau khi nhìn thấy con thỏ đầu tiên mắc câu, cổ ngạnh liền chờ chờ phản ứng của con thỏ thứ hai nếu nó chạy trốn chính mình cũng không có biện pháp nhưng con thỏ đầu tiên khẳng định là tới tay cũng không thiệt thòi hiển nhiên cổ ngạnh vẫn đánh giá thấp uy lực của cỏ xanh con thỏ thứ hai không học được bài học của con thỏ thứ nhất vẫn đi ăn cỏ xanh cổ ngạnh biết cơ hội mình bắt được hai con thỏ đã tới không có mục tiêu do dự cổ ngạnh chậm rãi đứng lên mỗi một lần cất bước đều là phi thường cẩn thận tận lực mỗi một bước đều không giảm ra âm thanh, hô hấp cũng là khống chế phi thường chậm chạp. Khoảng cách càng ngày càng gần. 4 mét. 3 mét. 2 mét. Chính là lúc này. Cổ ngành trực tiếp nhào tới. Con thỏ thứ hai hiển nhiên bị động tỉnh kinh hãi, vừa muốn chạy trốn, đã bị một đôi tay cho ấn lại. Này! Bắt được, cổ ngạnh trong lòng mừng rỡ. Hắn biết. Vừa rồi cái này con thứ hai con thỏ bởi vì phía trước là một khối tảng đá lớn, chặn tầm mắt, để nó chần chờ một chút, bằng không, con thỏ này chỉ cần hướng cổ ngạnh nhào tới phản phương hướng đào tẩu, cổ ngạnh là một chút biện pháp đều không có. Cổ ngạnh ý niệm vừa động, thỏ liền trực tiếp đi vào trong không gian cỏ tranh trong phòng. Xử lý tốt con thỏ thứ hai, hắn liền cởi bỏ dây sắt còn đang dãy dụ trói chặt con thỏ thứ nhất. Tiếp theo cũng đem nó bỏ vào trong phòng tranh. Lúc này, đã thu hoạch được ba con thỏ. Xem ra mình vẫn là khinh thường uy lực của cỏ xanh A. Cổ ngạnh nhìn ba con thỏ hoạt động trong nhà tranh, tâm tình vô cùng tốt. Nhưng hắn cũng biết, đây đều là công lao của cỏ xanh. Nghĩ đến, cỏ xanh này đối với thỏ mà nói, nhất định là món ngon mỹ vị A. Đánh giá hoa, thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 06 Ông cây đợi thỏ, thu hoạch vô cùng phong phú. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cổ ngạnh bắt được ba con thỏ, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Vào mùa đông, thỏ thường ít xuất hiện hơn. Đương nhiên, hắn cũng không thỏa mãn, bởi vì cỏ xanh trong tay làm cho hắn có lòng tin bắt càng nhiều thỏ. Y theo biện pháp ban đầu. Thiết lập bao cao su lấy cỏ xanh ra khỏi không gian làm mồi nhử. Cổ ngành liền đến ông cây đợi thỏ. Lúc này, số lượng cỏ xanh trực tiếp nhiều gấp đôi so với lúc trước. Dù sao lúc này sắc trời dần dần muốn tối, muốn nhanh lên bắt được thỏ, nhất định phải hại nhiều một ít mồi nhử. Không ngoài dự đoán của hắn. Không quá 5 phút, cổ ngành lại nhìn thấy bóng dáng một con thỏ nhảy nhót. Con thỏ này đại khái cũng chỉ hơn hai cân một chút nhưng dưới sự hấp dẫn của cỏ xanh, vẫn như cũ chui vào bẫy. Cổ ngành lúc này phi thường thoải mái liền bắt được nó. Con thỏ thứ tư. Nhìn sắc trời, phỏng chừng cũng sắp đến 4 giờ chiều, hiện tại trời tối tương đối sớm, hơn 6 giờ trời đã hoàn toàn tối, vẫn nên thả thêm một ít cỏ xanh bắt thỏ thì tốt hơn. Nhìn mặt trời sắp lặn, cổ ngành thả thỏ vào sau nhà tranh trong không gian, lại từ trong cỏ xanh trồng trọt cắt ra một bụi cỏ xanh lớn. Trực tiếp tăng gấp đôi. Cỏ xanh có sức hấp dẫn rất lớn đối với thỏ. Lần này không đến ba phút, cổ ngạnh đã bắt được con thỏ thứ năm. Tiếp theo, thu hoạch còn đang tiếp tục. Con thứ sáu. Con thứ bảy. Cổ ngạnh thấy tráng đỏ đầy trời, mặt trời thật sự sắp lặn rồi. Trời tối rất nhanh, hắn cũng dừng lại. Dù sao hiện tại không phải hậu thế, lúc này nhưng là có không ít lợn rừng, sói hoang các loại động vật. Cho dù gặp phải hổ, gấu mù cũng không ngoài ý muốn. Cho nên, ở giả ngoại, trời tối cũng không an toàn a. À. Có tất cả 10 con thỏ. Sau khi kiểm kê thu hoạch xong, cổ ngành lộ ra vẻ mặt tươi cười. Đại đa số cũng chỉ là 2-3 cân bộ dáng, cùng con thỏ nặng 5 cân đầu tiên không có cách nào so sánh. Dù sao, thỏ nặng 5 cân vẫn là phi thường hiếm thấy. Bình thường thỏ cũng chỉ chừng 2-3 cân coi như là rất lớn thu hoạch lần này quá lớn. Cổ ngạnh đưa cỏ xanh còn lại vào nhà tranh trong không gian, đều cho 10 con thỏ ăn. 10 con thỏ thoáng cái liền động đậy, điên cùng tranh đoạt. Đối với cỏ xanh, chúng rõ ràng rất thèm ăn. Giống như một đám nhân loại cực kỳ đói bụng, ăn được sơn hào hải vị. Cỏ xanh này thật sự là thứ tốt a. À. Cổ ngạnh một bên cảm khái, một bên sửa sang lại bao cao su. Cái bao này hắn không chuẩn bị mang về, cứ như vậy để một buổi tối. Có thể bắt thỏ là tốt nhất, không được cũng không có gì. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, vẫn thả một chút cỏ xanh. Dù sao không thả chút mồi nhữ, bẫy thỏ cũng quá dựa vào vận khí. Không dừng lại nữa, cổ ngạnh xoay người đi về phía tứ hợp viện. Trên đường trở về, cổ ngạnh bước nhanh hơn. Không đến nửa giờ, đã tới khu dân cư này. Sau khi tha mấy ngõ nhỏ, đi tới chợ đen chợ đen cũng có thể gọi là chợ bồ câu hoặc chợ trời nhưng dù sao đi nữa điều này cũng không hợp pháp phá hư quy định của nhà nước về mua bán chung đầu cơ trục lợi nếu nghiêm trọng thì phải bị phê bình để lại tiền án đương nhiên bởi vì ba năm thiên tai tất cả mọi người ăn không đủ no còn đói chết không ít người cho nên chấp pháp hồng tụ tiêu cũng là mắt nhắm mắt mở giả ngành khảo sát thị trường một chút xem giá cả mua bán như thế nào cho nên không vội vàng lấy thỏ ra bán lúc này hẳn là tan tầm người cũng dần dần nhiều lên cổ ngạnh nhìn thấy tất cả mọi người đều mặc quần áo vá không ít còn có vẻ rất đơn bạc mỗi người phi thường gầy gò vẽ mặc đồ ăn dù sao ở niên đại này mỗi người đều ăn không đủ no trong bụng một chút dầu mỡ cũng không có lúc này hai người giao dịch phía trước hấp dẫn được sự chú ý của cổ ngạnh chỉ nghe được hai người nói một cân lương phiếu thô bao nhiêu tiền một đồng sao lại mắc hôm qua không phải chín hào tám sao phiếu lương thực cũng phải ba đồng không thể nào phiếu lương thực nhỏ được ba khối ngày hôm qua không phải mới hai khối tám sao đúng vậy đều tăng giá rồi phiếu lương thực thô nhỏ có muốn hay không một cân một khối chín ăn không nổi ai vẫn là mua một cân phiếu lương thực thô không mua ba cân phiếu lương thực thô ba cân tổng cộng ba đồng đưa đây cổ ngạnh nhìn bóng lưng hai người giao dịch xong vội vàng rời đi vẻ mặt khiếp sợ có chút không cách nào tin tưởng chính mình nghe được phiếu lương thực thô vậy mà phải một đồng một cân đây là khái niệm gì a à? phải biết rằng giá lương thực thô cũng chỉ là một cân không chấm một tệ nếu như đi cửa hàng lương thực mua lương thực thô một cân lương thực thô ví dụ như mì que chính là muốn một cân phiếu lương thực cộng thêm 0.1 tệ. Cộng thêm tiền anh dùng để mua phiếu lương thực, tổng cộng là 1.1 tệ. Giá một cân lương thực thô, cũng sắp bằng giá một tấm phiếu lương thực rồi. Yêu cầu đánh giá hoa tươi, thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7 chợ đen giá hàng cũng quá cao a à, cầu tươi bạn đang nghe tại truyện chấm audio mà lương khô chỉ là một ít mì que cũng chính là mì ngô có thể làm thành bánh ngô nhưng mùi vị một lời khó nói hết hơn nữa rất không dễ nuốt xuống bình thường chấm nước gạo ăn bánh ngô lạnh cũng cứng như đá gặm cũng gặm không nổi lại càng không cần phải nói bột trắng trong ngũ cốc mịn cũng chính là bột mì bột mì xây thành một cân mì trắng cũng chỉ có 0,18 tệ, nhưng chỉ cần một phiếu lương thực nhỏ cũng phải 3 tệ. Đồng dạng, tiền đi cửa hàng lương thực mua một cân mì trắng cũng sắp bằng với tiền phiếu lương thực. Xem ra, 3 năm thiên tai ảnh hưởng quá lớn. Khó trách, kiếp trước thời điểm, có một cái số liệu, nếu như lương thực giảm bớt 1%, lương thực giá cả sẽ tăng vọt 460%. Bởi vì ai cũng không muốn bởi vì không mua được lương thực mà chết đói hậu quả điên cuồng cướp lương thực sẽ làm giá lương thực tăng vọt. Cho nên, đời sau vì sao tôn sùng viên lão như vậy, chính là bởi vì lúa nước tạp giao có thể sản xuất nhiều hơn 30%. Có thể tưởng tượng được, công tích này vĩ đại cỡ nào. Hắn từ nguyên thân trong trí nhớ cũng nghe qua trong nhà trưởng bối nói qua, hơn 10 năm trước, Kinh Thành có một nhóm lớn vô lương tư bản gia liên hợp ngồi xuống đất khởi giá, đem lương thực giá cả đề cao mấy lần, nghèo khổ dân chúng vì một miếng lương thực chỉ có thể bán con bán con khổ không thể tả hiện tại mua sắm thống nhất tiêu thụ chính sách phiếu lương thực tuy rằng phiền toái một chút nhưng bảo đảm nhà tư bản không có biện pháp tích trữ nâng cao giá cả đồng thời cũng ít nhất bảo đảm có một miếng ăn không đến mức chết đói xem ra phải sớm mua chút hạt giống gieo trồng mới tốt a à? trong lòng cổ ngạnh thầm nghĩ một chút định lượng trong sổ lương thực trong nhà là hoàn toàn không đủ ăn. Trạm lương thực sẽ căn cứ vào định lượng của mỗi hộ, cấp phiếu lương thực tương ứng với số lượng. Đi trạm lương thực xác định địa điểm mua lương thực, phải tiêu phí phiếu lương thực và tiền tương ứng. Ví dụ như tầng hoài như một tháng định lượng 20 cân lương khô, 5 cân lương khô, 2 cân lương khô. Cũng là do 3 năm thiên tai, sản lượng lương thực giảm, định lượng của tất cả các hộ gia đình đều giảm so với trước đây. Mà mình là học sinh tiểu học, cho nên định lượng sẽ ít đi một nửa hai em gái thì càng ít bà nội bởi vì là hộ khẩu nông thôn nên không có định lượng lương thực không đủ cũng chỉ có thể dùng tiền mua lương thực trạm lương thực căn cứ vào tổng lượng lương thực của một nhà bốn người sẽ cho bao nhiêu phiếu lương thực đương nhiên người một nhà một tháng còn có một cân thịt phiếu cùng nửa cân dầu phiếu bất quá bình thường đều là bị tần hoại như bán đổi lương thực cũng may mẹ mình bình thường đi căng tin nhà máy cán thép ăn cơm là không cần phiếu lương thực, chỉ là dùng tiền mua phiếu cơm, đương nhiên cũng chỉ là phân lượng của một người trưởng thành mà thôi. Cho nên, một nhà năm người cũng chỉ miễn cưỡng ăn no một nửa. Không đến hơn 30 cân lương thực định lượng, có thể đối với người đời sau mà nói, một tháng cũng ăn không được nhiều như vậy. Đó là bởi vì, người đời sau còn có không ít đồ ăn phụ, đồ ăn vặt cùng đồ uống vân vân. Mà người thời đại này, một tháng cũng chỉ có một chút như vậy. Cổ ngành hiểu được, định lượng này tăng gấp đôi mới có thể xem như có thể miễn cưỡng ăn no. Chẳng mấy chốc, khi điều tra giá cả thị trường, anh phát hiện có người đang bán thỏ. Một cái ăn mặc có chút cũ nát, nông dân bá bá ăn mặc người dẫn một cái lồng sắt. Trong lồng có một con thỏ. Thỏ cũng không lớn, phỏng chừng cũng chỉ nặng hai cân. Nông dân bởi vì không có lương thực vốn cũng không có phiếu lương thực cho nên bình thường liền dùng nông sản nuôi trong nhà đến chợ đen đổi một ít phiếu lương thực hoặc là tiền lúc này có người đến hỏi giá cả con thỏ này bán thế nào bốn đồng một cân cần cho tôi một chút tốt ngươi xem hai cân hai lượng đưa đây nhìn hai người giao dịch hoàn thành cổ ngạnh trong lòng mừng như điên con thỏ này còn sống cần bốn đồng một cân như vậy mười con thỏ trong không gian của mình ít nhất cũng đáng giá hơn một trăm. chẳng mấy chốc anh đã hiểu tại sao thịt thỏ lại đắt như vậy. bởi vì vừa rồi nhìn thấy có người giao dịch phiếu thịt. một cân thịt phiếu dĩ nhiên muốn sáu đồng. cổ ngành trực tiếp sợ ngay người. một cân thịt heo ở chợ thịt cũng chỉ có 0,68 tệ. mua một cân thịt heo thì phải 6,68 tệ. khó trách trong nhà mỗi tháng định lượng thịt heo đều bị mẹ đổi trong nhà mình định lượng thịt heo có một cân, như vậy, có thể đổi 6 cân lương khô. Một cân thịt heo, nói thật, cũng không đủ cổ ngạnh tự mình ăn một bữa. Mà 6 cân lương khô, đủ cho một nhà 5 người ăn vài ngày. Dù sao so với có một miếng ăn, vẫn là so với chết đói còn tốt hơn. Cổ ngạnh lấy ra một cái túi, cái túi này vẫn là túi đựng lương thực trong nhà. Bởi vì cái túi này trống không, hắn liền muốn lấy ra đựng thỏ dung ý nghĩ vừa động, một con thỏ liền xuất hiện trong túi. Vừa mới bày ra, đã có người tới hỏi giá cả. Con thỏ này bán thế nào? Cổ ngạnh không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tới, vì thế nói. Bốn đồng một cân. Đắt quá một chút, ba đồng năm, thế nào? Người tới thử mặt cả. Cổ ngạnh quả quyết sẽ không đồng ý. Yêu cầu đánh giá hoa tươi, thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động: ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 08. Chợ đen bán con thỏ, thiệt thòi mấy phần tiền. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Cổ ngành giải thích. Con thỏ này nặng 3 cân, sau khi người giết chẳng những có thể có thịt thỏ ăn, da lông thỏ cũng có thể làm thành khăn quàng cổ giữ ấm hoặc bán cho công ty cung cấp. Bốn đồng khẳng định không lỗ trong cái chợ đen nho nhỏ này hắn chẳng những biết tình huống đại khái về giá cả cũng hiểu tại sao giá thỏ lại đắt như vậy thật ra thịt thỏ cũng chỉ có ba tệ một cân nhưng một con thỏ cũng không chỉ có thịt ngoài thịt còn có lông da lông tốt một chút chẳng những có thể tự mình làm thành khăn quàng cổ găng tay các loại vật phẩm giữ ấm còn có thể bán cho công ty cung cấp giá cả một đồng đến ba đồng không đều cho nên nói tóm lại con thỏ nặng 3 cân trong tay cổ ngạnh này so với thịt heo nặng 3 cân, giá cả rẻ hơn gần một nửa. Người tới cũng hiểu được đạo lý này, không có tiếp tục mặc cả. Vì thế nói, tốt lắm, cân một chút có bao nhiêu cân. Dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá. Trong nhà kỳ thật là có quả cân, chỉ là mình sốt ruột bẫy thỏ, không nhớ tới. Không thể làm gì khác hơn là hỏi. Tôi không mang, anh có mang cân không? người tới gật gật đầu từ phía sau lấy ra một cái cân nói để ta cân đưa đây thấy người này lấy quả cân ra cổ ngạnh cũng không lấy làm lạ bắt lấy hai lỗ tai thỏ đưa cho hắn người đến chợ đen bình thường đều mang theo cân tới để tránh bị người thiếu cân thiếu lượng ở cái này lương thực chính là mệnh niên đại một chút lương thực đều là trân quý trên tường nơi nơi đều dán quý trọng lương thực từ chối lãng phí tổng cộng 3 cân 4 lượng, ngươi xem. Ngươi tới nhìn quả cân, sau đó nhìn về phía cổ ngạnh nói. Đúng vậy. Cổ ngạnh gật gật đầu. Vậy, cho anh 13,6 đồng. Đúng vậy. Ngươi điểm một chút. Cổ ngành mượn tiền, đếm một chút. Một tờ 10 tệ và ba tờ một tệ, cộng thêm một tờ 5 hào và một tờ một hào. Vì thế hắn gật đầu, nói. Đúng vậy, là 13,6 tệ. Người tới vui vẻ cầm con thỏ đi. Cổ ngành hiểu được, kỳ thật vừa rồi quả cân có một chút sai lệch, phỏng chừng thiếu vài phần tiền. Cho nên người tới có vẻ rất cao hứng, cao hứng kiếm được vài phần tiền. Bất quá, lập tức cổ ngành liền nghĩ tới, thời đại này vài phần tiền cũng là tiền A. Mua một cây kem cũng chỉ hai xu, một cân rau cải trắng cũng chỉ ba xu. Ở trường, cậu học hát bài một xu với giáo viên, là bài hát thiếu nhi vừa thịnh hành năm nay. Không phải đời sau nói muốn đem ca khúc tăng giá thành một đồng tiền. Thua thiệt một đợt nhỏ. Về sau phải lấy quả cân trong nhà ra mới được. Cổ ngành cầm 13,6 tệ, đau lòng một chút. Chỉ là trên mặt tràn đầy tươi cười, là như thế nào che giấu không được. Có số tiền này, trong nhà rốt cục cũng sẽ không bóc trần được. Sau đó, ông bán được 5 con thỏ tổng cộng nhận được 58,5 tệ. Thỏ có trọng lượng khác nhau, một số chỉ nặng 2 kg và một số ít hơn 3 kg. Cơ bản đều là phạm vi trọng lượng này. Nhưng giá cả đều là 4 đồng một cân. Con thỏ nặng hơn 5 cân kia, cổ ngành tạm thời còn không muốn bán. Nghĩ vẫn là để lại cho người trong nhà cùng nhau ăn, dù sao ngoại trừ thời điểm lễ mừng năm mới ăn một chút thịt ra, tháng này cơ hồ cũng chưa từng ăn thịt điều này đúng với cả gia đình kỳ thật trong thời kỳ khó khăn này tuyệt đại đa số người trong nước đều giống nhau vốn còn muốn thừa dịp trời còn chưa tối bán thêm mấy con thỏ không ngờ hồng tụ chương tới cổ ngạnh trong lòng cả kinh lập tức đem công cụ phạm tội cùng phạm tội đoạt được lấy vào không gian đi thôi có người tới ai phiếu lương thực của ta còn chưa mua được a à? nếu không đi Bắt vào đồn công an ăn cơm tù Vậy tình cảm tốt Trong nhà tôi cũng không bất trần được Ha 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 Vì thế Chợ đen mọi người bắt đầu thu thập gia hỏa Chuẩn bị rời đi Bất quá Cổ ngành phát hiện Mỗi người đều không quá sợ hãi băng tay áo đỏ Ngay từ đầu còn tưởng rằng Sẽ giống như thành quản đời sau bạo lực chấp pháp Kết quả Ngược lại giống như là huy hiệu đỏ Đang nhắc nhở mọi người Giải tán đi mọi người phối hợp với công việc của tôi một chút. Phóng chừng đây cũng là cùng mọi người hình thành ăn ý. Dù sao ở niên đại này, cuộc sống của mỗi người đều không dễ dàng. Huy hiệu đỏ cũng là người, áp lực gia đình đều lớn, cũng sẽ đến chợ đen giao dịch. Cổ ngành đối với thời đại này có lý giải không giống nhau. Vì thế, hắn cũng không hoảng hốt. Đi về phía tứ hợp viện, muốn về nhà ăn thịt thỏ. Chỉ là khi hắn càng tới gần tứ hợp viện, lại càng có một loại tình cảm gần quê hương từ trong lòng tràn ra làm sao đối mặt với tần hoài như đây làm sao đối mặt với cổ trương thị đây làm sao đối mặt với tiểu đương hòe hoa đây làm thế nào để đối mặt với ngôi nhà này kiếp trước cô nhi hắn hoàn toàn không hiểu được xử lý loại chuyện này ngay khi cổ ngạnh dừng chân ngoài cửa tứ hợp viện hay ngạnh đột nhiên nghe được một đạo thanh âm phi thường quen thuộc từ phía sau truyền tới cổ ngạnh theo bản năng quay đầu đi, lập tức nhận ra là Tần Hoài Như. Hắn trực tiếp ngay người, vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao đối mặt với nàng đây? Yêu cầu đánh giá hoa tươi, thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 09. Giả ngạnh. Mẹ, ngươi khổ cực, cầu bạn đang nghe tại truyện chấm audio giỏi lắm ngươi sinh bệnh còn đi ra ngoài chơi ta tìm ngươi mấy con phố coi như tìm được ngươi lo lắng muốn chết sau khi tần hoài như nhìn thấy con trai miệng vừa nói vừa đi lên phía trước bất quá nhìn thấy vẻ mặt dại ra của hắn lại lo lắng sẽ không sinh bệnh còn chưa khỏi chứ vì thế bà vươn tay ra sờ trán con trai một cái sau đó lại sờ trán mình một chút trên đầu không nóng nữa. Sau khi Tần Hoài như sờ tráng mình, cổ ngạnh liền cảm thấy bàn tay cô có chút lạnh lẽo. Hơn nữa, có chút thô ráp, tự hồ bị một khối giấy nhám sờ soạn một chút. Tuyệt ngạnh, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy trên mặt con trai có chút tái nhợt, vẻ mặt đờ đẫn, Tần Hoài như có chút lúng cuốn. Tuyệt không giống lúc trước, vừa nhìn thấy mình, đã nói đói bụng, muốn ăn bánh bao mì trắng, còn cuốn quyết nói muốn mua kẹo sữa thỏ trắng ăn. Vì thế, bà lại vươn tay, muốn sờ trán con trai một chút. Có phải bệnh không khỏi hay không? Chỉ là nàng vừa đưa tay sờ soạn một chút, đã bị cổ ngạnh bắt được tay. Cổ ngạnh thoáng cái liền cảm nhận được bàn tay lạnh như băng của nàng, lật lại, nhìn về phía lòng bàn tay. Chỉ thấy trên tay tất cả đều là vết chai, rất là thô ráp, trách không được để cho hắn cảm giác được trán của mình giống như là bị giấy nhám ma sát qua đồng dạng. Trong lòng anh rung lên, cán thép ở nhà máy cán thép, về nhà giặt quần áo nấu cơm, chăm sóc già trẻ. Có thể nói đôi tay đầy vết chai này chính là minh chứng cho việc cô là một người mẹ đủ tư cách. Con không sao chứ, đừng dọa mẹ. Tần Hoài như thấy con trai cầm tay mình nhìn, còn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve vết chai thật dày trên tay. Hành vi của con trai khiến cô cảm thấy vô cùng kỳ quái, giống như trở nên có chút không giống. Nhưng mà chính mình lại không thể nói rõ là có chỗ nào không giống. Mẹ! Mẹ vất vả rồi. Cổ ngạnh trực tiếp thốt ra, gọi một tiếng mẹ. Nhìn khuôn mặt gầy gò mà tái nhợt của cô, đôi môi khô nước cũng không có một tia huyết sắc. Vì gia đình này, mẹ vừa bận tâm vừa mệt nhọc. Có mẫu thân xứng chức như vậy, cổ ngạnh đời trước nằm mơ cũng không dám nghĩ. Cảm giác được người thân quan tâm thật tốt quá chính mình hiện tại liền có hơn 50 khối tiền, còn có ngón tay vàng không gian. Về sau cũng không cần mẫu thân mất mặt, xin hà vũ trụ một ít thức ăn. Không cần lo lắng một nhà năm người ăn không đủ no. Cũng có tiền trả nợ. Tuyệt ngạnh, ngươi, ngươi thật sự không sao chứ. Tần hoài như tuy rằng bị lời nói của con trai làm cảm động, nhưng khác thường như vậy vẫn làm cho bà có chút không thích ứng. Như thế nào có điểm giống như là làm sai chuyện ở trước mặt mình nói vài câu tốt liền hy vọng buông tha hắn không có việc gì ta tốt hơn nhiều đầu cũng không đau cổ ngành vui vẻ cười cười có người quan tâm cảm giác để cho hắn phi thường hạnh phúc thật sao tần hoài như bán tính bán nghi sau đó liền phát hiện trên người con trai phủ đầy bụi đất sắc mặt không khỏi tối sầm vừa vặn sinh bệnh một chút lại đi ra ngoài ham chơi bẩn thỉu người khác nhìn thấy còn không được nói mình sinh ra một đứa bé hoang dã. Nhưng vừa nghĩ tới phong hàn phát sốt, nằm ở trên giường rất nhiều ngày. Lại có một ít không đành lòng mắng hắn. Đành phải vươn tay, giúp hắn phủi bụi trên quần áo. Vừa vỗ, vừa nói. Ngươi nha, chỉ biết chơi đùa một chút, để cho ta quan tâm. Mẹ, mẹ thật tốt. Cổ ngành tự đáy lòng nói đây là kiếp trước hắn vô cùng khát vọng mà không thể có được thân tình a à. em biết là tốt rồi bớt ra ngoài ham chơi anh cảm ơn trời đất rồi tần hoài như cười mắng trong lòng lại bị lời nói của con trai làm ấm áp gậy gộc trước kia cũng sẽ không nói những lời ấm lòng này xem ra đứa nhỏ thật sự lớn lên một chút ồ cái túi này không phải là túi đựng lương thực trong nhà sao hơn nữa còn căn phòng giả bộ cái gì a à? tần hoài như giúp con trai phủi bụi đất trên người thoáng cái liền nhìn thấy túi tiền phía sau cậu a à, cái này a à, là tôi bẫy thỏ hưởng thụ tình thương của mẹ cổ ngạnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại trong túi này chứa chính là con thỏ nặng năm cân kia thỏ tần hoài như hồ nghi cầm túi tới trên tay nặng trịch sau khi mở ra thoáng cái liền nhận ra đúng là một con thỏ hơn nữa vừa rồi tay cầm túi thời điểm cảm thụ một chút sợ không dưới có 5 cân nặng. Lập tức, nàng âm thầm tính toán một chút. Nếu như nặng 5 cân, như vậy con thỏ này ít nhất có thể bán được 20 đồng. Sau khi tính toán giá cả, Tần Hoài như không khỏi vui vẻ trong lòng. Nếu là như vậy, vậy thật sự là giải quyết khẩn cấp trong nhà. Bất quá, nàng vẫn là có chút không thể tin được, hơn nữa vừa rồi Nhi tử có chút hành vi khác thường, trong lòng nghĩ tới cái gì? Nhìn Nhi tử, sùng mặt nghiêm túc hỏi. Bỗng ngạnh, thật sự là ngươi bẫy thỏ. Thật. Ngay sau núi, ta còn đặt một cái bao ở đó, chờ ngày mai lại có thể bắt được một cái. Cổ ngạnh tự nhiên không ngu xuẩn, thoáng cái liền nghe ra ý tứ trong lời nói của mẫu thân, hoài nghi là mình trộm. Con trai, con thành thật nói cho mẹ biết, thật sự không phải trộm được. Sắc mặt tần hoài như cũng trở nên nghiêm túc, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, ánh mắt thẳng tắp nhìn con trai. Con thỏ này quá lớn, nếu là chó săn trộm được, vậy sẽ gây ra phiền toái lớn. Phải biết rằng, hiện tại mặc kệ làm cái gì, đều là yêu cầu thẩm vấn chính trị đạt tiêu chuẩn. Trộm một con thỏ lớn như vậy, giá trị hơn 20 đồng A, đều bằng một tháng tiền lương của mình. Một khi trên người có vết nhơ trộm cắp, về sau chẳng những tự thân học lên hoặc là tìm việc làm khó khăn trùng trùng, chính là người nhà cũng sẽ bị liên lụy. Hai đứa con gái lên lớp, công việc của mình thăng cấp đều sẽ bị ảnh hưởng. Cầu hoa tươi cầu đánh giá, Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10. Lần nữa thu hoạch một con thỏ, cầu hoa tươi. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Nếu con trai ăn trộm thỏ của người khác, hơn nữa còn là thỏ có giá trị lớn như vậy, bị bắt đến đồn công an để lại vết bẩn hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho nên tần hoài như không thể không cẩn thận thật sự ta cam đoan cổ ngành lập tức hướng tần hoài như trịnh trọng nói từ biểu tình nghiêm túc của mẫu thân thoáng cái đã hiểu được trộm một con thỏ có giá trị lớn như vậy đây là vô cùng nghiêm trọng thẩm vấn chính trị không vượt qua kiểm tra về sau mình cũng đừng nghĩ đến đi học làm việc hơn nữa còn là một con thỏ lớn như vậy, giá trị chênh lệch không nhiều lắm là tiền lương của một công nhân chính thức. Tốt, ngươi nói ở sau núi bố trí bao cao su, ngươi hiện tại liền dẫn ta đi. Tần Hoài như nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con trai, cũng không thể phán đoán nó có nói dối hay không. Thế nhưng, nếu đã nói thả bao cao su, như vậy để cho hắn mang theo mình đi xem. Nếu như không mang theo mình đi, như vậy khẳng định là nói dối. Được. Cổ ngành gật đầu, sau đó cầm lấy tay mẫu thân lôi kéo nàng đi về phía sau núi bây giờ là hơn năm giờ chiều sắc trời cũng bắt đầu ảm đạm đi về một chuyến một giờ đến sáu giờ mới hoàn toàn tối về mặt thời gian mà nói cũng là đủ bỗng ngạnh ngươi cẩn thận một chút tần hoài như không nghĩ tới nhi tử thật sự mang theo mình đi hậu sơn tìm xem ra đại khái xác suất không phải nói dối nhưng cô cũng không phản đối nói không đi cô cũng rất tò mò, có phải thật sự có thể bắt được thỏ hay không? Phải biết rằng bây giờ là mùa đông, thỏ rất ít khi ra ngoài kiếm ăn. Chính mình một người lớn mang theo, cũng không lo lắng. Bởi vì cổ ngạnh quen đường cũ, 20 phút sau, liền tìm được vị trí đặt bao cao su. Mẹ, mẹ xem, nơi này có một con thỏ. Cổ ngạnh xông lên phía trước xem xét thoáng cái liền phát hiện mình thiết lập bao cao su, mà cuộn dây sắt rõ ràng trói một con thỏ. Bất quá con thỏ tự hồ bởi vì tự thân liều mạng giải thoát, ngược lại đem chính mình bóp chết. Tần hoài như chạy về phía vị trí của con trai mình. Thoáng cái liền thấy được một con thỏ bị dây sắt giăng bẫy. Thật sự là thỏ. Tần hoài như kinh ngạc nhìn con trai, thấy nó đang lấy con thỏ chết ra khỏi cuộn dây sắt. Nhìn xem, tôi không nói dối chứ. Cổ ngành lộ ra nụ cười đắc ý, có chút khoe khoang đưa con thỏ cho mẹ. Là thật, tuyệt ngạnh con học được khi nào? Sao mẹ không biết chút nào. Tần Hoài Như tiếp nhận con thỏ, có chút kinh hỉ, con thỏ này sợ nặng ba cân. Có thể đáng giá hơn 10 đồng a. À? Đây là bí mật của ta. Cổ ngành vừa cười vừa nói. Mẹ là mẹ con, còn có bí mật với mẹ. Nói nhanh lên. Tần Hoài Như nhìn con trai, không khỏi buồn cười. Chính mình một nắm phân một nắm nước tiểu đem hắn kéo lớn đối với mình còn bí mật. Được rồi, ngươi xem những cỏ xanh này, chính là cỏ xanh này hấp dẫn thỏ tới, ta mới có thể bắt thỏ. Cổ ngạnh cũng không có giấu giếm, hắn một ý niệm trong đầu, liền từ trong túi quần áo lấy ra một bụi cỏ xanh. Anh biết Tần Hoài như là một người phụ nữ rất thông minh, không thể tùy tiện khiến cô hoàn toàn tin tưởng mình. Dù sao thời gian này bắt thỏ cũng quá khó khăn. Cho nên, chỉ có thể nói dối một lần hơn nữa thật giả giả kết hợp với nhau, không sợ cô không tin. Cỏ xanh này thoạt nhìn rất bình thường. Tần Hoài như tiếp nhận cỏ xanh, tỉ mỉ xem xét một phen, nhìn không ra nguyên cớ. Mẹ, mẹ đừng thấy cỏ xanh bình thường, nhưng thỏ thích ăn loại cỏ xanh này. Con vừa đặt xuống, rất nhanh sẽ có thỏ tới ăn. Cổ ngạnh nhìn mẫu thân, giải thích một câu. Vậy sao? Vẫn có chút không tin Tần Hoài như, một tay cầm cỏ xanh, một tay bắt lấy cái kia năm cân nặng tai thỏ con thỏ mập mạp kia vừa nhìn thấy cỏ xanh hai con mắt trong nháy mắt liền sáng lên sau đó con thỏ vặn vẹo thân thể hướng cỏ xanh cắn tới qua wow, cái này cũng quá lợi hại đi tần hoài như hiện tại đã hiểu được sức hấp dẫn của cỏ xanh đối với thỏ sự thật thắng hùng biện nàng cũng hiểu được nhi tử là lợi dụng cỏ xanh này làm mồi nhữ mới bắt được thỏ đồng thời cũng hoàn toàn giải trừ hiềm nghi nhi tử trọng thỏ của người khác. Con thỏ này là con trai của mình thiết lập bẫy bắt được. Nghĩ tới đây, Tần Hoài như không khỏi sinh ra một loại cảm giác tự hào. Lập tức, nàng lại sinh ra một nghi vấn. Hảo ngạnh, ngươi cái này cỏ xanh là từ đâu tới? Cổ ngạnh nghĩ kỹ từ ngữ, nói. Mẹ, ngươi còn nhớ rõ trương thần y đi, là hắn nói cho ta biết, loại cỏ này rất khó tìm, ta cũng là trùng hợp tìm mấy gốc mà thôi. Nghe được Trương Thần Y, Tần Hoài như hiểu được. Trương Thần Y có một mỹ xưng kinh thành Trương Trọng Cảnh, y thuật cao siêu. Rất lớn tuổi, kiến thức rộng rãi. Tuy nhiên, qua đời trước Tết âm lịch. Vậy thì không trách được. Cổ ngành sau đó lắc đầu, thở dài nói. Đáng tiếc a, à, Trương Thần Y nói, loại cỏ này rất ít rất ít, bằng không còn có thể bắt càng nhiều thỏ. Yêu cầu đánh giá hoa tươi, Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.